mày kể với nước mày kể với mẹ mày, mày có kể mày đánh tao như vậy. Ui mất tệ, mở mất tệ. Mày có kể với mẹ mày lúc mày đánh tao như bao cát không? Mày có kể với mẹ mày mày không? Hả? Chào cả nhà. Mày không mất nét. Mày đấm tao người như bao cát. Mày cởi áo mày ra đi, ghê quá mày ơi. Nhìn nó quê quá. Đồ người ta tặng đẹp không mặc như thế đi mặc. Giao, giao cho mày cái còng số 8. Cho ăn nhé. Ăn đi. Cho nó chi ngon cái còng số 8. À, cái còng số 7. Rồi đó. Chào cả nhà nhá. Mới vô mà. Giao gì ạ? Mới, mày điên là có giao gì đâu. Tao nói giỡn mà. Trời đó, mày đập tao hoài đây. Nó bụng rồi. Bỏ mình phát bây giờ. Con này đúng là diễn viên Hollywood. Chớ tao mà chớ đứng vào cái mặt đấy rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Mày dám ha 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 cái lúc ta đi tập gym. Mày dám bảo mày nằm cái ha ha còn bật bét. Ông đập cái được cái gì vậy? Mày khích lệ tao chứ, mày bảo mày cười ha ha ha. Ai nhẫn kim cương. Kinh nhờ. Thôi ngồi im đi. Tao hết sức rồi. Nãy giờ tao ăn cơm tiêu phụ hết vì mày rồi. Bỏ cái áo ngoài ra đi. Tôi ăn với. Chắc có mua cái gì đâu mà ăn. Kìa đồ ăn vặt kìa lấy ra mà ăn. Xin chào cả nhà nha. Đó. Mày cứ đập vào tao đi. Ông tao đi tập kim, tao đang đau uể oải người đây mày không. Ông đi mua đồ ăn đi. Mua cho mày cái năm đấm. Đau. Mày, tao đau lắm mày nha, mày đập tao lấy rồi nha, đừng để tao đấm cho mù phát nghẹt thở. Ông đánh thôi đây, ông đánh thôi đi. Tôi chết đi rồi. Ông. Tao đập được. Con mày. Coi xong. Rồi rồi toàn vết thương. Chào cả nhà nha. Mày ngồi im được tao đi mày ơi. Mất 4 phút rồi cả. Mày đập tao đi. Tao nhịn được đâu. Mày nhổ nước miếng. Mẹ trời ơi thật chứ trời ơi. Mọi người ơi nhìn nè. Trời ơi nhìn nè. Nhìn cái mặt có nước miếng này. Mẹ nó kinh thật chứ. Kiếp chơi giờ không được quá xong đi chỗ nước miếng. Kiếp tao sợ mày quá nè Bia. Tao tao giỡn mày đấy nha, để tao tắt thở rồi. Không chơi mấy cái trò đó nha. Mày đá cái lỡ vào cái tao ngất xỉu đó. Không cái này đá không có ngất xỉu đâu, chừng nào mình ngắt. Tao mệt mày quá. Chừng nào ngắt mình có bể luôn. Tao đang đi tập gym bao nhiêu học trò vào. Lăng mạ tao 6 múi mãi không được, mày vào mày thả ha 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 ha, mày thả 5 phát. Mày đúng là cái đứa hùa theo những người học trò hư kia. Ôi, mệt quá. Xin chào cả nhà nhá. Ngon. Tao có biết rồi đâu, mày ngồi im đi. Mày nào không làm tôi cũng phải chết tôi làm lại. Thì là thế mày tát tao, mày tát lại nha, mày tao tát lại nha. Mày không cái tôi hay cái đây không có cái. Kiếp được biến ghê quá. Kinh quá mày. Ngồi im đi. Ok mọi người đang giá lại cái mày 6 tháng 7 rồi. Trời ơi giờ nó xíu thôi mà tay chân chảy chuột tùm lum ra. Mệt quá. Anh ăn rồi, em đặt cho nó ra. Mày sắp tới, mày không biết tự thức dậy vào mày ăn cơm 7:30 mày mới ngủ dậy. Đúng rồi. Mày live stream thì live sáng sớm. Xong mới đi ngủ, ngủ một phát tới gần giờ live thì mới qua đây rồi đòi ăn uống. Tại vì tôi thấy không ngủ nên tôi ngủ nghe. Tao đá xúc vào mặt mày giờ 1 giờ tao dậy, tao chuẩn bị 3 giờ tao đi game rồi mà mày kêu tao ngủ. Không biết mấy giờ tôi mới ngủ không? 12 giờ chưa. Rồi mày làm gì, đêm mày làm gì mà mày bảo mày ngủ sớm? Hả? Thì đêm tôi bấm điện thoại xíu tôi ngủ với nhiều. Tôi cô giáo hút 6 giờ sáng. Mày có chừng ta cho mày ra ngoài ở nha. Trời ơi. Chứ sao sáng không nghỉ sớm.
hôm qua 3 giờ ta đi mổ, rồi sáng 8 giờ ta giật mình dậy, ta đi tè không phải ta đi tè à? Thì sáng sớm, tôi mất ẻ quá. Nên thật đó, 5 giờ mấy tôi phải ngồi dậy, tôi đi ẻ rồi. Ông biết một ngày tôi đi ẻ, tôi ngồi trong mùa. Mày ngậm cái mồm mày lại. Hết nở tiếng mồm. Cái dở chơi rồi, ẻ mà nó hôi. Mệt nếp. Trước ngày ăn bị ẻ. Còn ông cũng vậy thôi. Sáng sớm ông nói ông ơi, ông không đi ẻ mà sáng đi. Sao lại ta đi tè à? Xin chào cả nhà nha. Buổi sáng mà ông không đi ỉa buổi sáng, tôi là con chó. Thì mày là con chó đúng rồi, tao bình thường buổi sáng tao ngủ mà tao đâu có đi ỉa buổi sáng. Thôi mà điêu. Mày là con chó đúng rồi, tao ngủ. Lẽ ông nhìn ỉa thứ 3 tháng rồi. Mày bị điên hả? Chiều tao lại tệ á. Tao để sẵn cho mày ra mai qua mày ăn. Đúng rồi. Ừ, nhà răng mày chắc mày ăn xong rồi. Đấy. Xin chào cả nhà nha. Trời ơi mọi người ơi. Lộn một quỷ. Ai, mệt quá. Sao mới nhập bộ? Cái bộ đồ fan tặng cho nó rất đẹp. Cái bộ đồ hôm qua mà có cái gì gọi là cái gì ra? Có cái lớp jean ở ngay cái phần này mọi người. Mà hôm qua nó xả mình là cái quần jean nó ngắn thế vậy đó. Và hôm nay thì em mặc cái áo thun bên ngoài vào che hết cái bộ đồ. Cởi cái áo thun không sao đâu. Không. Nó bảo là cái áo này hở rốn, tôi mặc áo thun lên để che đi cái rốn. Trời đất ơi. Mệt quá. Lớn rồi. Sao mỗi lần tao đi tập gym mà mày toàn vào mày thả ha ha vậy? Mày cho tao biết. Tập gì? Tốn cơm. Tốn cơm rồi tập về người nó khỏe khoắn mạnh mẽ mày thấy không? Tao tập xong rồi tự nhiên gặp mày người nó như mà các. Tao nhận được bao nhiêu cái comment là thôi thầy tập làm gì, tôi uống trà sữa cũng như thế thôi. Trời ơi, xong bắt đầu mới học rồi. Mọi người ơi, hồi ai gửi trà sữa qua cho thầy để thầy uống. Xong rồi gửi mấy cái hình mà... Hôm nay fan tặng bông hết rồi. Tặng bông gì? Bông ở đâu? Trên TikTok hả? Mày like trên TikTok hả? Ừ. Mày like trên TikTok hả nào? Mày like trên Facebook hả? Bởi bờ TikTok tôi đâu like được đâu, lấy TikTok cô giáo. Nữa, mày chuẩn bị báo thế nơi đó. Rồi xong sao? Mọi người kia là tôi kết bạn TikTok với mọi người nhưng mà tôi đâu biết ai đâu, mọi người thả bông để tôi mới biết được. Thật ra là ai thả bông mà mày kết bạn. Mày đúng là một con người sống vì vật chất. Mai tao tao thả phận cho mày. Chưa có đâu, tại vì tôi đâu biết ai đâu mà tôi kết bạn được. Ừ, không là mày kết bạn tùm lum ra thôi. Tại vì người tôi mới kết thôi. Chủ yếu mày sẽ kết bạn với nữ đúng không? Hôm qua sáng nay tao ngủ dậy mày biết tao nhận được tin nhắn của ba ông chồng. Ba ông chồng nhắn tin cho tao tâm sự dài phải bằng một cái sớ như này. Bắt đầu tâm sự, người thì gọi tao bằng em, người thì gọi tao bằng bạn. Mày nhìn cái chó này mà mày nhìn. Đó. Tâm sự về hành trình tại sao vợ ông của ơi, vợ ông của... lấy dụng che lại đi. Mày còn lao. Nay ông bận màu gì bà? Màu hồng cái xe. Tính ra là từ lúc ta đẻ ổng mặc màu hồng cái xe. Tính ra từ lúc ta đẻ ra giờ là lần đầu tiên trong tủ đồ của tao có cái quần xịt màu hồng. Tao hình hay mặc hồng khi mặc mình trắng này. Điên à? Hay... tôi chỉ cho. Mày để tao nói xong câu này. Trai, để tôi nói đi cái. Thì mình trai mặc xong mới về phải ngâm nước nóng liền. Đừng để lâu. Ngâm nước nóng làm gì? Để lâu muốn cu nữa. Mà thôi cái con đó là đều có nhát ở đây. Tôi đâu uống nước này được. Không uống thì kệ mày. Khan người ta gửi mà. Vậy thôi. Đây là cái chồng lê đó nè. Cảm ơn em Tiên lại gửi nước vào đây nha. Tôi đâu uống này được đâu. Mọi người biết ông Hên là tôi không ở với bố mẹ tôi, chứ nếu mà tôi ở với bố mẹ mà mở tủ ra thấy thằng con trai có cái quần chỉ hồng không biết dấu mặt vào đâu. Lúc đó không có cái câu từ gì để mà giải thích nữa. Đỡ mừng. Không biết lúc đó chắc là kêu là Phan tặng cho con cái nón, nhưng mà cuối cùng con thấy nó dư vải nên con làm cái quần này là kỷ niệm. Đó là chết. Không biết dấu mặt vào đâu. Thèm quá tao. Mỗi lần tôi cho ba ông tin hợp ấy. Chắc là ba tao không cần phải gọi điện đâu, ba tao cũng coi là chim đó, chắc là ba tao không. Nếu mà mẹ ông mà biết ông mở không một xíu lúc đó mẹ em nói thì nhỏ xong rồi không đi cởi áo ngoài để tôi đen toàn bộ luôn, mai ảnh mà áo đen đúng rồi. Ôi mày cởi nhưng mà mày đứng đằng kia mày cởi mày trước mày chứ mày cởi là ghê quá. Đúng rồi, mày cởi ra cái bộ đồ nó mới đẹp. Đó. Ủa đẹp quá hả? Bộ đồ này nó mới đẹp nè. Đó mọi người không? Nha. Đẹp như thế này, nãy thì em chùm mà y như cái con dở hơi cắm lợn. Đấy đúng rồi. Đây, cho cái miếng xám cho lốt lại được.
Rồi, đó, thấy không? Thấy không? Cô Uyên cô mặc còn thở kìa, mày lo cái gì? Mà che cái gúng lại được. Không biết, không hiểu sao nó lại mặc áo thun mà nó che hết cái bộ đồ, nhìn y như cái bà. Có cái sticker gì không dán cho cái dễ buồn. Lấy cái... Đứng lên chứ mày đứng rồi. Rồi, ok. Rồi, hip hop đem rồi nha. Xe lên đâu, bạch lưu tạm. Cảm vọng miệng là tiếng rừng xưng xưng. Không ạ, xuống xuống thấy có này nghe. À mày kể đi, mày kể. Mày kể đi. Nào mày ngồi xem. Tôi đang mặc đồ ngắn đó. À còn bật dậy. Mày rồi, ví dụ thì mẹ ông ấy có người Sài Gòn hồng nhỏ. Phải là phải ông có cỡ cỡ chuồng hay tắm mưa đúng không? Hồi bé ai chẳng cỡ chuồng tắm mưa. Dạ. Ừ, hồi bé tao đã nổi tiếng là thế này rồi nên tao ít khi cởi phần dưới, tao chỉ cởi phần trên thôi. Ok. Sao nhỏ mà không bự quá vậy, sao nhỏ không chắc vậy ta. Nhỏ mẹ tôi nói đó, nếu mà đẻ ra con trai mà nó bự quá giống như con chó, mình sẽ cắt cánh giái nó để cho nó đừng có nhực mồng. Giờ nhỏ không có cắt. Tôi thấy miếng chó đực rất khác hoài luôn. Mày cắt cái mặt. Yeah. Mày cắt cái mặt mày. Tôi hỏi thiệt, có đừng có giỡn. Mày hỏi mẹ mày chứ mày hỏi tao. Chứ hỏi tao. Tôi hỏi bà Út tôi có một nuôi con chó đực. Mà cậu tôi cũng có nuôi nữa. Nhìn cái đó của nó bự lắm con chó đó. Tự nhiên á bị cắt ra chùm chín giái. Sao không cắt? Thì tôi nói là không cắt sao thì nghĩ được. Cái gì đó đúng không? Hả? Mày làm hỏi Tuấn Lý Sơn đi, tao không biết câu trả lời. Tuấn Lý Sơn cắt chưa? Tuấn cắt rồi. Không. Ủa? Sơn không cắt hả? Mày đang hỏi. Sao nó mở mắt? Ơi Tuấn như là Tuấn đã làm gì kìa? Nhẹ nhẹ thôi. Mày làm gì? Ông mồm, sao nhỏ không cắt? Cấm mồm. Mày hỏi mẹ mày chứ mày hỏi tao, sao tao biết? Không biết, để bữa nào tôi nhỏ nghe một chuyện cho bác sĩ cắt. Cấm mồm. Mày không nghe vừa tính nói à? Cái gì mà không cắt thì sao mà bắt kìa, cái đó tao chưa hiểu, mày ra mày hỏi sao ta. Cấm mồm biết, đúng nghe tao nói gì. Cắt chùm đó sau này nó mọc chùm hết. Ôi, ghê ha, làm như tao. Cấm mồm đi, mày nói tầm bậy tầm bạ hoài. Lấy lòng. Mặc cái quần gì đâu mà không mặc quần khác. Quần này nó bó quá. Bó mày thấy được tí đó, làm da trắng nõn nào của tao. Không phải. Mặt dân chân tao còn mặt trắng hơn da cái mặt mày. Không phải. Tao bó kiếm cái gì che lại đi coi. Tao mặc cáo dài mày đừng có tào lao. Cáo của tao nó dài tới tận đít nha. Trời ơi tích dữ chưa ba. Mày đừng có như thế. Lấy cái vàng ra là mấy hộp. Thôi tao cảm ơn mày để tao tự che. Nhìn lên cao thấy dám gà che. Đào thì đào, thấy cái bàn nó che hết rồi, có mày là cái con liếc ngang liếc dọc. Đấy, đàng hoàng đi. Lấy ra, lấy ra. Bỏ ra đàng hoàng. Lấy học trò. Là... À. Ngồi xuống. Dạ. Ngồi xuống. Mày đấm không, mày đấm không? Lúc Mày đấm tao liên tục. Cái lúc này mày có nói mẹ mày là mày hay đấm tao không? Đấy, để im coi. Có gì ăn rồi nè. Có kìa. Đó, lấy đàng hoàng. Không mấy cái thùng đó là cái gì tao đâu biết đâu. Làm đến khổ mày luôn. Trời mẹ quá. Mày nào cũng nô đùa với con này. Wow. Nào mà đây. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thời tiết nó cũng khá là mát mẻ so với lại ngày hôm qua trời mưa tầm tã đúng không mọi người.